Cô chủ bất lực khi thấy khách mà báo thủ nhà mình trốn đi chơi. Biết cái nết báo thủ nhà mình hay trốn nhà đi chơi nên Sen đã giăng cái lưới lên cao tận nóc nhà luôn rồi. Ấy vậy mà hôm nay mới phát hiện cái lưới Sen giăng cũng chỉ là con muỗi với báo thủ nhà mình mà thôi. Nhìn nó leo lên cái cửa một cách nhẹ nhàng như ăn cháo kìa trời. Nuôi chó mà tưởng là khỉ không á. Tới chỗ cái lưới cứ tưởng nó sẽ bỏ cuộc vì đâu có cái lỗ nào chui ra. Ai dè nó dỡ hẳn cái nóc nhà ra rồi leo từ đó ra ngoài luôn. Mà nó leo giữa đường còn quay đầu nhìn Sen bằng ánh mắt kiểu đừng hòng nhốt được cao. Đến lúc này Sen chỉ biết bó tay bất lực mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.